trở lại chương trình của bản tin ngắn. Cựu Tổng thống Trump đang kêu gọi án tử hình cho những kẻ buôn người sau khi một tổ chức một cuộc chiếu phim đặc biệt của ấn phẩm siêu phẩm Sounds of Freedom tuần này tại câu lạc bộ của ông tại Bedminster, New Jersey. Trong một thông điệp video được phát hành vào sáng ngày thứ Sáu, Tổng thống Trump nói rằng khi trở lại cái nhiệm kỳ, ông sẽ sử dụng cái tiêu đề 42 để đưa tất cả những nạn nhân buôn trẻ em về với gia đình quê hương của họ. Ông nói thêm, tôi sẽ thúc đẩy quốc hội để bảo đảm rằng bất kỳ ai bị bắt vì buôn trẻ em qua biên giới thì chúng ta sẽ nhận án tử hình ngay lập tức. Và điều này cũng bao gồm cả phụ nữ, vì như bạn biết phụ nữ cũng đứng đầu vì buôn người. Trẻ em thật sự đứng thứ nhì. Cùng nhau, chúng ta sẽ chấm dứt cái tệ nạn buôn người. Chúng ta sẽ bảo vệ phẩm giá cuộc sống của con người, ông Trump kết luận. Ông Trump đã khen ngợi bộ phim Sounds of Freedom trong thông điệp video của mình. Gọi bộ phim đó là rất quan trọng. Bộ phim sản xuất và phân phối độc lập. Trong cái ngày độc lập đã trở thành một sự thành công bất ngờ của phòng vé mùa hè vừa qua. Gần vượt qua $100 triệu. Trong khi đó diễn viên Jim và Tim Ballard, người đã thực hiện làm việc thực tế cho Cục An ninh Nội địa, người đã từ bỏ công việc của mình với chính phủ để dành cả một cuộc đời để giải cứu trẻ em khỏi những vòng xoáy buôn người quốc tế, đưa trẻ bắt cóc ra trước công lý. Ông Trump kêu gọi mọi người nên xem bộ phim đó, và đây là bộ phim rất quan trọng, một phim tài liệu rất quan trọng để kết hợp thành một cái bộ phim tuyệt vời để chúng ta có thể tiếp tục warning những người dân của chúng ta. Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ kết thúc cơn ác mộng trên biên giới của Biden, đã để lại cái biên giới Mỹ-Mexico mở rộng cho buôn người, buôn ma túy và các vượt biên trái phép. Chúng ta sẽ hoàn toàn bảo vệ biên giới, ông nói. Và đó là những gì, cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta cũng không hoàn toàn ngạc nhiên về điều này. Cái bộ phim đó rất là touching. Và đương nhiên bộ phim đó đã thể hiện Disney đã sai lầm cái thật sự không công chiếu của bộ phim này. Vì nhớ cái bộ phim này bỏ xó gần mấy năm trời, không phải đơn giản đâu quý vị. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.